Ở hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái hàng nhỏ của bạn. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Uy Wat vừa nổi tiếng gọi hai cuộc. Đường xuất phát của Việt Nam gồm có số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 3 đội trưởng Quế Ngọc Hải, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 8 Nguyễn Trọng Hoàng, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 15 Phạm Đức Huy, số 19 Nguyễn Hoàng Hải và số 23 là thủ môn Đặng Văn Lâm. Đường xuất phát của Curaçao gồm có số 1 Victor Rum, số 2 Martina Del đội trưởng, số 4 Lexman, số 5 Carolina, số 6 Matteo Maria, số 8 Bonifacia, số 10 Leandro Bacuña, số 11 Nepomuceno, số 13 Juan Gari, số 16 Enson Hoy và số 19 là Miguel Arias. Huấn luyện viên trưởng của Curaçao là ông Valentino Bisettini người Hà Lan. Với những pha chạm bóng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này thì tôi đang nhận thấy ông Park Hang-seo sử dụng một hàng phòng ngự có 3 trung vệ và các hậu vệ biên có thể sẽ đá thấp hơn so với trận đấu gặp đội Thái Lan. Đó là ở những tình huống mà chúng ta không có bóng. Và bây giờ là lúc mà cầu thủ áo đỏ đang kiểm soát trái bóng. Văn Toàn, ngoài biên phải là Trọng Hoàng. Rất tự tin, đường chuyền vào bằng chân trái của Trọng Hoàng. Lỗi của số 8 bên phía đội bóng áo đỏ. Cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin trước một đội Curaçao có thể lực và thể hình vượt trội. Curaçao là quốc đảo của quần đảo Antin, trước đây thuộc Hà Lan. Phong cách chơi bóng của cầu thủ Curaçao mang nặng dấu ấn của người Hà Lan. Toàn bộ đội hình chính của Curaçao ngày hôm nay đều đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 7 người chơi ở Hà Lan. Trong đội hình của Curaçao có 2 cầu thủ thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh chúng ta đã rất quen mặt, là đội trưởng Martina và Bacuña. Bacuña đang thi đấu cho Cardiff City, còn Martina từng là cầu thủ của Everton, lúc này đã về lại Hà Lan thi đấu cho Feyenoord. Đức Huy, cú chạm bóng của Xuân Trường, khoảng trống rất đẹp. Đây là Đoàn Văn Hậu, không kịp. Người vừa văng lên là Văn Toàn. Cầu thủ đã kịp nhanh chân pha bóng là Alexander Carolina. Rất nhịp nhàng. Văn Toàn, dứt điểm. Cầu thủ Việt Nam có thể đẩy tốc độ lên rất cao. Đường xuất phát của Việt Nam ngày hôm nay có 2 cầu thủ từng thi đấu tại giải U20 thế giới cách đây 2 năm là Văn Hậu và Quang Hải. Quan sát Curaçao chúng tôi thấy là họ có nét giống với Honduras, đối thủ mà Việt Nam từng gặp ở vòng bảng giải U20 thế giới tại Hàn Quốc năm 2000. Honduras cũng là đại diện của khu vực Trung Mỹ, đã từng tham dự King's Cup vào năm 2015. Tất nhiên đó là đội tuyển U20 chứ không phải đội tuyển quốc gia. Đức Huy, những phút đầu tiên của trận đấu là một sự bất ngờ mà ông Park Hang-seo dành cho tất cả mọi người. Văn Toàn, không phải, đó là Công Phượng. Cầu thủ đã áp sát Công Phượng là Ricky Lechman. Chúng ta xem lại pha hợp giữa bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng, họ rất hiểu nhau. Theo chúng tôi thì việc ngày hôm nay ông Park Hang-seo để Công Phượng đá chính là rất hợp lý. Cầu thủ áo đỏ đã nhập cuộc một cách tự tin.
sẵn sàng chơi pressing, tạo ra sức ép. Và những đường tổ chức của đội tuyển Việt Nam được thực hiện ở tầm thấp, khoan vào nách trung lộ hoặc có thể chơi ở trục chính diện. Người vừa đá phạt góc là Quang Hải. Đường chuyền của Xuân Trường, bóng bồng, cú chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Trong đội hình của Curaçao có những thủ rất cao, cao nhất là cầu thủ tấn công Arias 1m91, cầu thủ Lesman cao 1m89. Đức Huy, sự kết nối của các Curaçao trong những phút đầu tiên là chưa tốt, và đây là lúc mà đội tuyển Việt Nam đang có được rất nhiều những điều kiện thuận lợi để triển khai những ý tưởng của mình. Văn Toàn, Công Phượng, Trọng Hoàng rất nhịp nhàng. Công Phượng, Curaçao dường như đang bị bất ngờ trước cách chơi nhanh, sẵn sàng đá pressing của cầu thủ Việt Nam. Công Phượng là người đã chứng tỏ được rất nhiều tại Asian Cup trong vai trò tiền đạo cắm khi thay thế anh Đức. Cho đến điểm này Curaçao chưa lên được bóng. Chúng ta đang có những cầu thủ ở phía trên không phải là những người cao lớn, nhưng nhanh nhẹn, khéo léo, có sự linh hoạt, táo bạo. Và ở những phút đầu tiên của trận đấu thì những con người đó đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có một lối chơi có thể nói là tương đối sinh động. Những lối chơi có thể nói là mang tính điển hình của người Việt Nam. Nhỏ nhưng mạnh mẽ và không kém phần sắc bén. Đúng là như vậy. Quan sát Curaçao trong trận đấu gặp Ấn Độ, chúng tôi nhận thấy là hậu vệ của họ luôn có những pha bóng xoay sở không được tốt. Pha phạm lỗi từ tuyến 2 của tiền vệ phòng ngự Đức Huy. Bóng lúng túng, ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Trên ảnh là Martina, anh cùng với Bakuya là những người nổi tiếng nhất của đội Curaçao. Trước đây huyền thoại của Hà Lan là Patrick Kluivert đã từng dẫn dắt đội tuyển Curaçao. Người ta coi đó là một bước ngoặt. Kluivert đã khiến cho đội bóng Curaçao được biết đến nhiều hơn, và từ đó họ đã phát triển không ngừng. Pha xoay sở tốt của Công Phượng, quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống phạm lỗi của Martina. Pha phạm lỗi rất rõ của Martina, cầu thủ từng thi đấu cho Everton tại giải Ngoại hạng Anh. Phần lớn những người đã từng dẫn dắt đội tuyển Curaçao đều là những người gốc Hà Lan. Huấn luyện viên hiện thời ông Vicentini dẫn dắt Curaçao từ năm 2016 thay cho Kluivert. Phút thứ 10 của trận chung kết Kings Cup năm 2019 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Curaçao, tỷ số đang là 0-0. Và 10 phút vừa qua là quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam chiếm thế chủ động trên sân. Với bản lĩnh của cao thủ đang chơi bóng ở các giải đấu châu Âu, cao thủ Curaçao không quá lúng túng trong những phút đã qua. Cú đá phạt là của Lương Xuân Trường. Đối phương không hề lung túng, nhưng sự tiếp cận có thể nói là rất tích cực của đội tuyển Việt Nam rõ ràng cũng đem đến cho đội tuyển Curaçao sự bị động nhất định.
Và lúc này thủ môn của Curaçao Victor Rum đang thi đấu cho câu lạc bộ nổi tiếng của Hà Lan Eindhoven, đội bóng đã từng giành cúp C1 châu năm 1988. Pha chuyền bóng đổi cánh rất tốt của cao thủ Curaçao. Cần phải cảnh giác với những pha nhồi từ hai cánh. Cầu thủ đã chuyền bóng từ cánh trái vào là Carolina. Carolina đang chơi bóng ở Hà Lan cho Den Bosch. Pha dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Curaçao trong trận chung kết, và cú dứt điểm bằng đầu là của Miguel Arias. Arias cao đến 1m91. Anh đang chơi ở Hà Lan cho câu lạc bộ Emmen. Ở những pha bóng đáng chú ý nhất trong trận bán kết giữa hai đội tuyển Ấn Độ và Curaçao, chúng ta thấy Curaçao không chơi quá nhiều những đường tấn công ở biên với những quả tạt bóng. Họ thực sự là rất lợi hại với những pha bóng đơn giản nhưng đánh thẳng vào khung trung lộ. Nhưng bây giờ là lúc mà họ đang có những khó khăn nhất định trong việc kiểm soát thế trận, và một loạt những pha chuyền bóng ở tầm trung bình và dài để đưa bóng ra biên rồi kết thúc bằng một quả bóng bổng. Đó chính là một cách điều chỉnh trận đấu có tiêu chuẩn, có đẳng cấp. Điều đó ít nhiều cũng nhắc nhở các cầu thủ của ông Park Hang-seo rằng đây là một trận đấu không hề đơn giản và họ sẽ cần phải có một sự tập trung cao độ mỗi khi mất bóng. Cướp bóng! Cầu vương! Dứt điểm không được! Góc sút quá hẹp rồi! Pha bằng da của Victor Rum cũng rất kinh nghiệm. Anh đã làm hẹp góc sút. Chúng ta xem lại sai lầm bất ngờ của cầu thủ Curaçao. Đó là sự khó khăn của hàng thủ Curaçao khi gặp phải cách đá pressing rất quả cảm của cầu thủ Việt Nam. Anh Tùng ạ, rõ ràng là tốc độ của Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự to cao nhưng hơi chậm của Curaçao. Chính xác là như thế. Trong quá khứ bóng đá Việt Nam cũng đã có những con người, những cá nhân nhỏ nhưng rất nhanh, rất khéo và luôn luôn khiến cho cầu thủ cao lớn, những đối thủ của bóng đá Việt Nam gặp phải những khó khăn. Và bây giờ thế hệ của Công Phượng hoàn toàn có thể làm lại điều đó. Pha xử lý vừa rồi là của Xuân Trường. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VEC trận chung kết Kings Cup 2019 giữa đội Việt Nam và Curaçao. Trận đấu lúc này đang được gửi đến khán giả trên các kênh VTC1, VTC3, Việt Nam Journey, cùng với đó là hai kênh phát thanh VOV1 và VOV2 của đài tiếng nói Việt Nam. Đường chuyền của Martina. Một pha chè người khôn ngoan, quả phát bóng cho cầu thủ Việt Nam. Đội bóng của chúng ta đã khởi đầu rất tốt trong một trận đấu đầy ý nghĩa. Nhà tài trợ của đội tuyển Việt Nam là B Group với ứng dụng gọi xe B sẽ tặng thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên của trận chung kết Kings Cup năm 2019. Vừa rồi là những phút mà chúng ta đã tạo ra những pha sóng gió trước cầu môn của Victor Rum. Thực sự là các học trò của ông Paso đã đạt đến độ dạn dày và khả năng thích nghi rất tốt trước nhiều trường phái bóng đá. Pha xử lý của Đức Huy. Cú chạm bóng tiếp theo là của Công Phượng. Văn Toàn rất nhanh nhẹn, tiếp tục đột phá. Những pha bóng có thể nói là rất đáng khen của cao thủ áo đỏ. Có thể thấy được những sự bối rối nhất định trên khuôn mặt của các anh chàng to cao đến từ quốc đảo Curaçao. Đường Xuân Trường.
Sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Curaçao ông Bicentini đã dành những lời lẽ hết sức tôn trọng dành cho đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng cái cách mà đội tuyển Curaçao tiếp cận trận đấu này thì có vẻ như nó không được diễn tả đầy đủ sự tôn trọng đó. Cầu thủ Curaçao không tạo ra áp lực, không có những tình huống tranh chấp quyết liệt ngay từ khu giữa sân. Họ để cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có tương đối nhiều những khoảng trống và thời gian để xử lý bóng. Cú phá bóng của Quế Ngọc Hải. Curaçao đã từng vô địch Cúp Caribe năm 2007. Họ từng hai lần xếp thứ ba ở Gold Cup, tức là cúp vàng CONCACAF. King's Cup là một trải nghiệm rất tốt với Curaçao trước khi trở về tham dự Gold Cup, diễn ra chỉ sau đây chưa đến 10 ngày. Trước trận đấu thì Công Phượng và Văn Toàn, Cặp Bài Trùng và là những người bạn thân, đã có những kiểu tóc cũng khá giống nhau. Pha cản phá của Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ cao 1m80. Lại một lần nữa pha cản phá là Duy Mạnh, là của Duy Mạnh. Văn Toàn. Cú phát động tấn công bằng tay rất chuẩn xác của Đặng Văn Lâm. Đã khá lâu rồi chúng ta mới chứng kiến một tình huống phát động bằng tay kiểu như của các thủ môn thuộc lò đào tạo ở Moscow, ở Spartak. Cho đến thời điểm này, bộ đôi Đức Huy và Xuân Trường đã chơi ổn định ở khu vực giữa sân. Đá một bóng to cao càn lướt giỏi như Curaçao thì khu giữa sân phải bảo đảm sự chắc chắn. Nếu để cho họ khoảng trống thì họ sẽ lao lên, tạo ra những pha bóng hết sức nguy hiểm và khó lường. Curaçao là một quốc đảo thuộc quần đảo Antin. Quần đảo Antin còn có đảo Suriname. Và Suriname là nơi đã cung cấp cho bóng đá Hà Lan nhiều tài năng, điển hình là Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Thủ đô của Curaçao là Willemstad, là một thành phố cổ được công nhận di sản UNESCO, cũng là nơi thu hút đông khách du lịch. Anson Hoy không vượt qua được Duy Mạnh. Văn Toàn rất chính xác, đường chuyền lên là của Duy Mạnh. Công Phượng rất khó tin với những pha chơi bóng vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, nó chính xác đến kỳ lạ. Khoảng trống dành cho Đoàn Văn Hậu. Phút thứ 20 của trận chung kết King's Cup, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Curaçao đang hòa nhau với tỷ số 0-0. Và trên sân là một thứ bóng đá có thể nói là rất thú vị mà đội tuyển Việt Nam đang thể hiện. Đối phương vẫn chỉ có thể chơi một thứ bóng đá đơn giản, và họ cũng chưa tạo ra được bất cứ một sự khó khăn nào cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Hết sức nguy hiểm, bóng đã đập của thủ áo đỏ. Đã có lỗi của Miguel Arias.
Arias đang là cầu thủ cao nhất trên sân với chiều cao 1m91. Có thể thấy được Arias to cao nhưng mềm mại. Chúng ta vừa xem lại một cú volley của Bonifacio, người đã có được một bàn thắng vào lưới Ấn Độ ở trận đấu trước. Lương Xuân Trường chỉ có vài lần chạm bóng, trong đó có cú đá phạt góc. Lương Xuân Trường đã tạo ra một khoảnh khắc rất đáng nhớ cho đội tuyển Việt Nam ở King's Cup trên chính sân vận động mà anh đang gắn bó. Đó chắc chắn là một nền tảng giúp cho Lương Xuân Trường chơi tự tin hơn. Và cùng với những gì mà đối phương đang thể hiện ở trận đấu này thì Lương Xuân Trường cũng như Đức Huy đang có khá nhiều đất để có thể phô diễn được những phẩm chất của mình. Cầu thủ Việt Nam đang rất uyển chuyển giữa phòng ngự và tấn công. Martina. Công Phượng. Văn Toàn. Bên kia là Công Phượng. Đối mặt. Rất tiếc là không kịp. Pha cản phá kịp thời của Martina. Cho đến lúc này thì chúng ta có thể khẳng định được là trong cách chơi của Curaçao có một sự chủ quan nhất định. Đã hơn một lần chúng ta thấy hàng phòng ngự của họ bộc lộ rất nhiều những khoảng trống, truyền bóng mắc lỗi nhiều và đứng vị trí thì rất sai. Chỉ có điều là ở đoạn cuối của các pha tấn công, đội tuyển Việt Nam chưa có được đầy đủ sự sắc bén để có thể đánh bại được những hậu vệ cuối cùng của Curaçao mà thôi. Rõ ràng bóng đá của vùng Caribe luôn có sự tài tử và hồn nhiên nhất định trong cách chơi. Đó là điều chúng ta có thể khai thác ở các cầu thủ Curaçao, mặc dù họ có thể hình và thể lực cũng như kỹ thuật rất tốt. Ở phần đầu của trận đấu này, anh Huy đã từng nhắc lại trận đấu của chúng ta tại giải U20 thế giới gặp Honduras, một trận đấu mà chúng ta không có được kết quả thuận lợi. Nhưng ở trong từng chi tiết, chúng ta vẫn cảm nhận rằng nếu như chúng ta có thêm được sự tích lũy và kinh nghiệm thì đối thủ đó không phải là đối thủ mà chúng ta không có quyền nghĩ tới những kết quả đủ tốt. Đúng là như vậy. Tôi là người đã tường thuật trận đấu đó và U20 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt trước Honduras. Chúng ta xem lại tình huống phạm lỗi có thể nói là thô của số 18 Anson Hoy, cầu thủ đang chơi cho Den Haag của Hà Lan. Cầu thủ Việt Nam đang là những người chơi tốt hơn so với Curaçao. Nếu như chúng tôi không nhầm thì từ khi hội nhập trở lại, bóng đá Việt Nam chỉ gặp một đối thủ của Trung Mỹ và Caribe đúng một lần trước đây. Đó là trận đấu với Jamaica. Từ đầu trận thì đội Việt Nam khi tấn công luôn đủ người. Cơ liên đội hình được giữ bảo đảm. Khi phòng ngự cũng đủ số đông để đối chọi với đội bạn. Và khi tấn công thì đủ người để phối hợp. Ở nửa đầu của hiệp 1, Curaçao chủ yếu tấn công ở hai biên. Nhưng ở những lần chạm bóng gần đây nhất thì họ đã bắt đầu có xu hướng thử nghiệm những pha chơi bóng ở trung lộ. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang đảm bảo được kỷ luật chiến thuật. Hỗ trợ kịp thời, đó là pha lui về rất sâu của Văn Toàn. Đường truyền của Quang Hải, Trọng Hoàng. Trong số các thành viên của đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu ở King's Cup năm 2019 thì Văn Toàn là người đã duy trì được phong độ tốt nhất trong nửa đầu của V-League 2019. Và ở trận đấu vòng bán kết gặp Thái Lan cũng như những phút đã qua của trận đấu gặp Curaçao, Văn Toàn vẫn duy trì, vẫn thể hiện được phong độ đó. Duy Mạnh vẫn đá lệch bên phải hàng phòng ngự.
Câu lạc bộ Buriram United của Xuân Trường đang xếp thứ hai ở Thái League mùa giải này. Trong cái đó Muang Thong của Đặng Văn Lâm thì đang sa sút, phải đứng áp chót. Lỗi việt vị. Nhưng đó là một tình huống mà chúng ta cần hết sức cảnh giác. Curaçao đã từng ăn những bàn như vậy trong trận đấu gặp Ấn Độ. Họ đã bắt đầu tập trung trở lại ở khu vực trung lộ. Một pha bóng nhạy cảm và trợ lý trọng tài số 2 Konstan Kampan đã căng cờ. Người để mất bóng là Quang Hải. Nguy hiểm. Rất vất vả. Lại là cầu thủ cao 1m91 Farias. Xin lỗi các bạn, Arias. Tình huống cản phá cuối cùng là của Bùi Tiến Dũng. Pha xử lý rất kỹ thuật. Đó lại là Arias. Tầm cao 1m91 không phải là một sự trở ngại để Arias có thể xử lý mềm mại, khéo léo. Xoay sở đủ hay và có cú khứa lòng về phía góc xa. Bóng đi cao hơn chút ít so với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đây là lần thứ hai bóng đá Việt Nam đối chọi với một đối thủ đến từ Trung Mỹ và Caribe. Lần trước gặp Jamaica ở thủ đô Hà Nội trong một giải mời dưới thời huấn luyện viên Ridder vào năm 2007. Khi đó dẫn dắt đội tuyển Jamaica là phù thủy Bora Milutinovic, huấn luyện viên danh tiếng gốc Nam Tư. Trọng Hoàng đang chơi rất tốt ở hành lang bên phải. Cầu thủ tranh bóng với Trọng Hoàng là Bacuña. Rất dễ nhận ra Bacuña với mái tóc được tết cầu kỳ, giống với cầu thủ người Nigeria nổi tiếng trước đây là Taribo West. Duy Mạnh. Đức Huy. Duy Mạnh. Quang Hải. Anh Huy có thấy là Quang Hải cần phải thể hiện nhiều hơn nữa không? Rõ ràng là trong những phút đã qua, khi mà đối phương không theo Quang Hải thật nhiều thì số 19 của đội tuyển Việt Nam cần phải thể hiện nhiều hơn. Cú dứt điểm là của Văn Toàn. Vẫn là hành lang bên phải anh Tùng ạ. Chúng ta đang có những pha bóng rất hay ở cánh phải với sự mặt của Trọng Hoàng. Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ra là cách theo người, cách tổ chức đeo bám của các cầu thủ Curaçao là rất sơ hở. Có rất nhiều đất để các cầu thủ áo đỏ có thể giữ bóng, triển khai lối chơi một cách mạch lạc. Và vừa rồi là một pha bóng rất sáng sủa của đội quân đang dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Chỉ có điều là cú đá cuối cùng của Văn Toàn hơi thiếu độ chắc chắn mà thôi. Tôi muốn nhắc lại trường hợp của Quang Hải. Nếu như trận đấu gặp Thái Lan ở vòng bán kết, Quang Hải là một vị trí bị đối phương theo sát và khó lòng có thể phát huy được. Nhưng đó cũng là trận đấu mà Quang Hải sẽ giữ vai trò của một người thu hút. Nhưng ở trận đấu này, mọi chuyện đang có vẻ như là thuận lợi hơn rất nhiều cho cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Và số 19 của đội máu đỏ cần phải làm được nhiều hơn. Vừa rồi là những phút mà hai người lại tràn công, Văn Toàn và Công Phường đã làm được rất nhiều. Quang Hải đang có vẻ ẩn mình một chút
và hy vọng anh sẽ bừng sáng ở những thời điểm quan trọng. Cản phá rất tốt. Cú cắt bóng vừa rồi là của Duy Mạnh. Cầu thủ Việt Nam đang cố gắng bịt chặt ở hai cánh. Nếu để đội bạn xuống biên và treo những quả bóng kể cả là đơn giản vào thì cũng nhiều rắc rối. Pha dứt điểm rất đường nét, đó chính là Bacuna, Leandro Bacuna, cầu thủ của Cardiff City. Bacuna từng đồng đội của Van Dijk ở đội U21 Hà Lan. Trước Cardiff thì Bacuna từng chơi cho Reading và Aston Villa. Trong thành phần của Curaçao có khá nhiều người đã từng chơi cho các đội trẻ của Hà Lan từ U18, U19, U20 cho đến U21. Pha bóng đơn giản. Tình huống trọng tài cho rằng dùng tay chế bóng. Đó là lỗi dùng tay chế bóng của Anson Hoy. Pha phạm lỗi rất rõ ràng. Anson Hoy là người thấp nhất bên phía Curaçao. Anh cao 1m69. Vừa rồi thì người cao nhất 1m91 là Arias đã chuyền bóng cho người thấp nhất Anson Hoy. Can thiệp kịp thời. Lại là Anson Hoy. Những pha đập nhà ở khu vực trung lộ đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cách chơi của đội tuyển Curaçao. Và trung phong cao lớn Arias đang phát huy những pha xử lý nhạy cảm của mình, vừa tạo ra những tình huống thu hút, vừa có thể gợi mở ra những đường thoát đi có thể nói là rất khoáng đạt cho lối chơi của Curaçao. Những tình huống tổ chức đeo bám của đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải được điều chỉnh. Nó cần phải được thực hiện một cách chính xác hơn. Thì đối với đối thủ như Curaçao, chúng ta cũng phải biết lượng sức. Những pha va đập sẽ gây mất sức với các cầu thủ Việt Nam. Xuân Trường. Rất đẹp. Không kịp. Đường chuyền có thể nói là như đập của Xuân Trường dành cho Văn Toàn. Toàn đã khống chế được bóng nhưng không làm động tác che bóng. Và hậu vệ đối phương thì vẫn phát huy được sự chính xác ở đoạn cuối cùng. Gần 2 năm bộ tứ Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường và Tuấn Anh mới lại tập trung đội tuyển. Tuấn Anh ở trận đấu trước đã chơi gần hết trận và cũng đã cố gắng làm Quang Sơ hài lòng. Mặt sân quen thuộc, đối phương không thực hiện những pha áp sát đủ giáp. Có quá nhiều những điều kiện để Xuân Trường có thể đá bằng đúng cảm giác thật nhất của mình. Và vừa rồi là một đường chuyền có thể nói là rất lý tưởng. Hơi tiếc một chút cho pha xử lý cuối cùng của Văn Toàn. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Đoàn Văn Hậu chuyền bóng sửa lưng đối phương nhưng đã có lối biệt vị của Văn Toàn. Tình huống chọn vị trí và tham gia vào lối chơi được thực hiện bởi Văn Hậu là một pha bóng đáng chú ý. Cầu thủ chơi cánh trái của đội tuyển Việt Nam luôn có những tình huống chơi không bóng rất hay. Và vừa rồi là một pha bóng mà Đoàn Văn Hậu gần như không bám biên trái như thường lệ mà bó vào trong. Có thể nói, King's Cup năm nay là giải đấu khá buồn của bóng đá Thái Lan.
Sau khi thua Việt Nam, Thái Lan ở trận đấu trận 3 cũng thua trước Ấn Độ. Trước trận đấu gặp Ấn Độ thì ông Sisak rất muốn rửa hận cho thất bại đậm trước Ấn Độ ở ngày ra quân tại Asian Cup hồi đầu năm. Tuy nhiên Thái Lan vẫn lại thua tiếp Ấn Độ. Bao giờ Thái Lan đang rất muốn khi Sak Senamwang trở lại dẫn dắt đội tuyển. Công Phượng. Rất tự tin. Anson Hoi qua người rất nhanh nhẹn. Đá cờ lỗi của Duy Mạnh. Sau đây 5 ngày thì đội Hà Nội của Duy Mạnh và câu lạc bộ BKM Bình Dương đều sẽ phải thi đấu ở V-League. Họ đều sẽ đá sớm để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng knockout Cúp AFC. Chúng ta cần phải rất tập trung và kín kẽ ở tình huống phòng ngự này. Có lẽ Bonavacia sẽ đá quả phạt này. Bonavacia treo bóng. Cú đá rất thiếu chính xác. Anson Hoi đã có những phút rất sôi nổi. Tiếp tục những pha uy hiếp cầu môn của Đặng Văn Lâm. Đã xuất hiện một số những tình huống mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thiếu đi sự chính xác, sự tập trung để duy trì được sự kiểm soát. Pha bóng vừa rồi là một ví dụ. Vị trí tiếp vệ trung tâm của chúng ta tụt lại quá sâu, trong khi đó thì những người đứng ở trên lại không thật sự sẵn sàng cho tình huống bóng hai. Trước đó pha chọn vị trí của Duy Mạnh cũng là không hợp lý, tạo điều kiện cho Anson Hoi có thể khống chế và làm động tác qua người khiến Mạnh phải phạm lỗi. Văn Toàn vẫn đang chơi có thể nói là cực kỳ năng nổ và hiệu quả. Chỉ tiếc cho những pha bóng cuối cùng ở phía trên của Toàn mà thôi. Còn với những tình huống hỗ trợ thì không có gì phải chê trách cả. Rõ ràng là rất xuất sắc. Công Phượng đang đào với phong cách mà anh đã chơi tại Asian Cup 2019 trong vai trò tiền đạo cắm. Ở trận đấu tại tứ kết, Công Phượng đã chơi xuất sắc trước hậu vệ danh tiếng của Nhật Bản. Phút thứ 40 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Đối với rất nhiều người thì việc tỷ số được giữ không đều lúc này là một sự ngạc nhiên thú vị. Cần phải nhắc đến cả những chi tiết nữa anh Huy ạ. Rõ ràng là cách chúng ta tiếp cận trận đấu này làm cho chúng ta có thể nói là tự hào và hiểu thêm rằng thế hệ cầu thủ đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo có thể làm được rất nhiều điều, còn rất nhiều điều họ có thể chứng minh được, vượt qua được. Quả thật là cứ sau mỗi một chiến tích của ông Park Hang-seo và các học trò thì người ta lại tự hỏi là không biết sau trận đấu này còn điều gì xảy ra nữa đây. Luôn luôn có tiềm năng, luôn luôn có thể chờ đợi và hy vọng những cái đích cao hơn.
Và cướp bóng của Xuân Trường. Cú chạm bóng tiếp theo là của Quang Hải. Và bây giờ là Công Phượng đột phá dứt điểm. Đáng khen cho sự táo bạo của Công Phượng vì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong một tình huống mà đồng đội không lên kịp, Công Phượng đã quyết định dứt điểm. Đến điểm này thì sau một quãng di chuyển, sức đã bị giảm và cú đá không được như ý. Quang Hải đã tham gia vào đợt tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam bằng một đường truyền nhanh và chuẩn xác dành cho Công Phượng. Nhưng ở pha bóng vừa rồi thì tôi thích cái cách mà Xuân Trường đã lăn xả và xử lý, có thể nói là vừa chính xác vừa kỹ thuật. Có rất nhiều những dấu hiệu của sự trưởng thành. Khó khăn không phải là ít dành cho Xuân Trường, nhưng xem ra những gì gần đây ở Thái Lịch quả thật là một màn trình diễn hợp lý của Xuân Trường. Và bây giờ thì Xuân Trường đã có được nhiều sự thay đổi. Quang Hải để mất bóng. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ chạm bóng cuối cùng, phạt góc cho Curaçao. Người đá phạt góc là Nepo Museno, số 11 của Curaçao đang chơi bóng ở Anh cho Oldham Athletic, đội bóng hạng dưới. Lại là tình huống hỗ trợ phòng ngự của Văn Toàn. Và trả bóng tiếp theo là của Công Phượng. Văn Toàn rất tỉnh táo. Công Phượng. Văn Toàn. Bộ đôi bạn thân vừa chơi với nhau những đường truyền có thể nói là như thử thủa bé thơ. Họ thực sự là những người rất gắn bó. Xuân Trường. Công Phượng. Đức Huy. Bùi Tiến Dũng. Lương Xuân Trường. Đức Huy. Quế Ngọc Hải. Hiệp đầu của trận đấu chúng ta cũng đã có những thời điểm chơi tốn tương đối nhiều sức, dùng tốc độ tạo ra sức ép, nhưng cũng có thời điểm chúng ta làm chậm nhịp độ của trận đấu lại, kiểm soát trận đấu để điều chỉnh và làm giảm nhịp hưng phấn của đối phương. Tình huống khá nguy hiểm, đó là Bakunya. Curaçao từ đầu trận không có được nhiều pha bóng gắn bó như thế này. Phút thứ 45 của trận đấu. Sơn Hoi. Hiệp 1 của trận đấu có 1 phút bù giờ. Đội
Người đánh đầu phá bóng là Bùi Tiến Dũng. Hàng thủ đội Việt Nam vẫn đang chơi tập trung và cản phá tốt những pha bóng bổng. Cú cắt bóng của Trọng Hoàng. Duy Mạnh. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Uiwat Zumbaun đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận chung kết League Cup 2019 của đội xuất sắc Việt Nam và Curaçao. Các thủ Việt Nam đã chơi tốt một cách không ngờ và chúng ta đã tạo ra những cơ hội rõ rệt trước Curaçao. Đội bóng đến từ vùng Trung Mỹ và Caribe. Đội Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc và có thể nói tỷ số không đều là một điều có phần tiếc nuối với cầu thủ áo đỏ. Curaçao đã không chứng tỏ được nhiều trong hiệp 1 của trận đấu. Họ tỏ ra chủ quan và có cái gì đó theo chúng tôi là tương đối là ngây thơ trong một số tình huống. Chúng ta hy vọng hiệp 2 các cầu thủ Việt Nam sẽ may mắn hơn để có bàn thắng. Buriam, cách Bangkok hơn 300 cây số. Trước mắt là hiệp 2 trận chung kết League Cup 2019 giữa hai đội Việt Nam và Curaçao. Hiệp 2 của trận chung kết đã bắt đầu. Như vậy là Việt Nam đã thay cầu thủ đầu tiên. Cầu thủ đã vào sân ở đầu hiệp 2 bên phía đội tuyển Việt Nam là Minh Vương. Minh Vương vào sân thay cho Lương Xuân Trường. Sự thay đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Có vẻ như Quang Hải sẽ là người đá chám vào vị trí của Xuân Trường trong những phút tiếp theo. Còn Minh Vương sẽ là người đá cao nhất trong số các tiền vệ của đội bóng áo đỏ. Trong hiệp 1 của trận đấu cả hai bên đều không thay người. Ở hiệp 1 các cầu thủ Việt Nam đã có cách tiếp cận trận đấu rất hay khiến cho Curaçao lúng túng. Thực sự thì trong hiệp 1 Việt Nam đã chơi tốt hơn. Minh Vương. Đoàn Văn Hậu. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, cho dù đội tuyển Việt Nam không có một cú dứt điểm, một tình huống cuối cùng thực sự ấn tượng, nhưng cách chơi của đội bóng đỏ là hết sức sinh động. Xuân Trường, người đã rời sân để nhường chỗ cho Minh Vương, đã chơi tốt. Tôi không nghĩ rằng Xuân Trường đã gặp phải một chấn thương hay gặp một vấn đề gì đó liên quan đến chuyên môn. Đơn giản là ông Park Seo muốn có sự thay đổi. Quang Hải đá vị trí cao nhất trong số các cầu thủ tiền vệ, hỗ trợ cho hàng tấn công không thật sự tỏa được sự ảnh hưởng của mình. Và những phẩm chất của Quang Hải vẫn có thể được dùng ở vai trò của một tiền vệ trung tâm. Trong khi đó thì Minh Vương trong thế trận này là có thể có được những cơ hội để bộc lộ mình, gắn kết hơn với các đồng đội ở ngoài Gia Lai và chơi bóng nhỏ ngắn một cách hiệu quả. Đó có thể là cách tính của thầy Park cho hiệp 2 của trận đấu. Cho đến điểm này Curaçao chưa thay người. Ở hiệp 1 đội bóng đến từ Trung Mỹ và Caribe đã bất ngờ trước cách chơi có thể nói là rất chủ động của các cầu thủ Việt Nam. Bên cạnh đó thì Curaçao cũng bộc lộ sự hồn nhiên và có phần chủ quan. Trong ngày hôm qua U23 Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar ở Việt Trì Phú Thọ. Một trận đấu diễn ra dưới trời mưa. Khán giả Việt Trì đã tạo ra không khí rất tuyệt vời và chúng ta đã có một trận thắng. Đồng thời huấn luyện viên Kim Han-un đã có cơ hội để thay đủ cả 10 cầu thủ, một dịp rà soát lực lượng rất tốt trong bối cảnh mà một số cầu thủ hay nhất của U23 hiện nay đang tập trung đội tuyển.
Đây là lần thứ hai kể từ ngày hội nhập bóng đá Việt Nam đối đầu với một đội bóng của Trung Mỹ và Caribe. Cách đây hơn 10 năm, đội tuyển Việt Nam của ông Alfred Ritter từng thắng Jamaica 3-0 trong một giải mời ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Quế Ngọc Hải vẫn đang chơi ở giữa hàng phòng ngự, bên phải là Duy Mạnh, phía bên trái là Bùi Tiến Dũng. Minh Vương. Lỗi của Đoàn Văn Hậu. Cú gạt bóng của Arias. Anson Hoy. Công Phượng. Không được. Văn Toàn. Một pha phạm lỗi rất thô của cầu thủ Curaçao. Chúng ta xem lại pha túm của Nepomuceno. Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải. Đường chuyền của Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Đến lúc này thì không ai có thể nghi ngờ phong độ của Trọng Hoàng. Anh đã chơi tốt ở cả trận đấu ở Thái Lan và trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng Hoàng là cầu thủ khỏe mạnh, có kinh nghiệm. Cả lượt đi V-League không thi đấu nhưng vẫn giữ được phong độ. Đức Huy. Bùi Tiến Dũng. Trở về từ King's Cup thì cao thủ Curaçao bước ngay vào cúp vàng CONCACAF với ba đối thủ tại vòng bảng đều rất mạnh, đều từng giữ World Cup, đó là El Salvador, Honduras và Jamaica. Công Phượng. Rất đáng khen chính những nỗ lực lấy bóng của Công Phượng. Văn Toàn. Trọng Hoàng. Đập nhá. Gôi! Minh Vương đá vào xà. Dàn xếp rất đẹp. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng của Minh Vương lại không có được đầy đủ sự chuẩn xác. Văn Toàn đã có pha kéo bóng rất hay, tạo ra đột biến và sau đó pha trả ngược lên rất đúng tầm cho Minh Vương. Cơ hội quá đẹp, đáng tiếc là Minh Vương không có được cảm giác tốt nhất ở pha dứt điểm. Khi có bóng trong vòng cấm thì những pha kéo bóng của Văn Toàn luôn khiến cho đối phương rất bất ngờ. Vừa rồi là một pha bóng có thể nói là tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam đã có được trong trận đấu này. Một pha dàn xếp đích thực. Chúng ta đã đến rất gần với một cơ hội.
Chúng ta xem lại pha phạm lỗi của Matteo Maria. Matteo Maria đang chơi bóng ở Mỹ cho câu lạc bộ Charlotte Independent. Trên sân lúc này Curaçao có 7 cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan, 2 người thi đấu ở Anh, 1 ở Mỹ và 1 ở Australia. Minh Vương, Quang Hải, Công Phượng, Đức Huy, Trọng Hoàng, Công Phượng. Cú đá chìm đi trúng vị trí của thủ môn Victor Hùng. Lối chơi của Curaçao bên phần sân nhà của họ vẫn là thiếu chặt chẽ, không phải là những pha đeo bám quyết liệt, nhưng tình huống bắt người của họ là rất lỏng lẻo. Pha băng ra chủ động của Đặng Văn Lâm, tình huống băng ra chính xác và rất cần thiết. Tôi nghĩ rằng đó là một tình huống mà Đặng Văn Lâm cũng có được sự cải thiện. Ở trận đấu gặp Thái Lan có 1-2 pha ra vào của Văn Lâm có phần hơi chậm một chút. Câu lạc bộ Muang Thong của Đặng Văn Lâm đang chơi không tốt ở Thái League, và có thể điều này cũng ảnh hưởng đến phong độ của anh trong ngày đầu tiên thi đấu trở lại cho đội tuyển Việt Nam. Đến trận này thì chắc chắn mọi chuyện đã tốt hơn khi Đặng Văn Lâm có thể trở lại với môi trường thân thuộc. Vừa có một tình huống xoay sở rất kỹ thuật của Carolina, nhưng bên cạnh những pha chơi bóng đậm chất nghệ sĩ đó cũng là một thái độ thi đấu có thể nói là có phần lãng tử của các cầu thủ Curaçao, khiến cho thế trận phòng ngự của họ không lấy gì được đảm bảo là chắc chắn. Đúng là các đội bóng của KV luôn có chất lãng tử và có sự hồn nhiên trong thi đấu, mặc dù họ có tố chất tốt. Vẫn là những cầu thủ gốc Suriname, nhưng khi đến với đội tuyển Hà Lan họ là những con người rất khác, là những ngôi sao sáng. Thực tế thì phần lớn cao thủ của đội tuyển Curaçao là những người sinh ra lớn lên ở Hà Lan và chơi bóng ở Hà Lan. Vẫn là cao thủ Curaçao. Và như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Bàn thua có phần bất ngờ. Một tình huống hệ thống phòng ngự đã chơi không tốt. Bóng đã đến chân của cầu thủ số 5 Carolina. Và anh đã có pha dứt điểm chính xác hạ gục Đặng Văn Lâm. Một loạt những tình huống tranh chấp và phá bóng của đội tuyển Việt Nam là thiếu dứt khoát. Đối phương chuyển hướng nhanh và có tình huống dứt điểm của Carolina thực sự là hết sức quyết đoán. Cú đá lai má ngoài chân trái của Carolina là một thách thức khó đối với Đặng Văn Lâm. Nhưng đây là pha bóng và thủ môn của câu lạc bộ Mường Thông có vẻ như đã chọn vị trí cũng như chọn giải pháp tung người chưa thực sự hợp lý. Niềm vui bất ngờ của huấn luyện viên Valentino Vicentini. Pha ghi bàn đầu tiên của Carolina ở Kings Cup, anh trở thành cầu thủ thứ tư của Curaçao ghi bàn tại giải đấu lần này. Thật tiếc cho đội Việt Nam, thi đấu mạch lạc và có nhiều cơ hội hơn, nhưng từ một cơ hội rất hiếm hoi, Curaçao đã có bàn mở tỷ số. Thời gian còn lại của hiệp 2 vẫn còn rất nhiều.
mọi chuyện vẫn đang ở phía trước. Các học trò của ông Paso đã rất quen với việc bị dẫn bàn trước những đội bóng trên cơ. Trận đấu ngày hôm nay lại là một thử thách. Và có một điều đặc biệt hay dưới thời Paso đó là kể cả bị dẫn bàn trước những đội mạnh thì đội Việt Nam vẫn ổn định lối chơi, không rối loạn, kết cấu không bị phá vỡ. Duy Mạnh. Người phạm lỗi là Carolina. Trọng Hoàng. Minh Vương. Bùi Tiến Dũng. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Trọng Hoàng. Pha phạm lỗi. Chúng ta chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của Quang Hải ở tình huống đá phạt này. Ở góc này thì còn có thể tính đến trường hợp của Minh Vương nữa. Minh Vương đã ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới Hàn Quốc ở ASEAN 18 trong trận đấu tại vòng bán kết. Thủ môn của Curaçao Victor Rum là thủ môn dày dạn kinh nghiệm, năm nay 30 tuổi, đang bắt cho Eindhoven. Hàng rào Curaçao rất cao. Curaçao thay cầu thủ đầu tiên. Rời sân là tiền đạo cao 1m91 Arias. Vào sân là số 9 Beshop. Công Phượng và Quang Hải đang có mặt ở khu đá phạt. Công Phượng. Rất tiếc là bóng đi quá bổng. Có lẽ Công Phượng chủ định dứt điểm thật là khó. Cầu thủ Việt Nam đã bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội rất tốt. Tuy nhiên thời gian vẫn còn rất nhiều. Đây mới là phút thứ 63. Cầu thủ mới vào sân của Curaçao Benshop là người đang chơi bóng ở Hà Lan cho câu lạc bộ De Graafschap. Bùi Tiến Dũng. Thank you.
Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng. Tại Kings Cup thì trong mỗi trận đấu mỗi bên cũng chỉ được thay 3 người. Đến lúc này mỗi đội đã thay 1 cầu thủ. Quang Hải đang thi đấu giữa sân cùng với Đức Huy kể từ lúc Xuân Trường rời sân. Đức Huy, Trọng Hoàng, Quang Hải. Minh Vương. Cú chạm bóng của Văn Hậu không phù hợp với đà di chuyển của Văn Toàn. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Huấn luyện viên Pasher thay cầu thủ thứ hai. Anh Đức vào sân, tăng cường tiền đạo. Bùi Tiến Dũng rời sân. Anh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở những giây cuối cùng trong trận đấu cách đây 3 ngày. Một mẩu giấy đã được anh Đức chuyển vào cho Đức Huy. Thêm một lần nữa ở Kings Cup 2019, ông Park Hang-seo rút ra một hậu vệ để điều chỉnh đội hình thi đấu. Và như chúng ta đã thấy, một lần nữa ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam trở lại với hàng phòng ngự 4 người. Hai trung vệ trên sân lúc này là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh. Hậu vệ phải vẫn là Trọng Hoàng, còn hậu vệ trái là Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn, Anh Đức, sau khi có bàn thắng Curaçao tìm cách giảm tốc độ trận đấu. Họ chỉ thi đấu với nhịp độ vừa phải. Pha băng ra của Đặng Văn Lâm và anh đã bắt đầu bóng. Tình huống mà đội bạn không việt vị. Acuña là cầu thủ đã chuyền bóng. Anh chuyền cho Ben Shop, cầu thủ vào sân thành người. Trên sân lúc này thì Đức Huy đang là người đá thấp nhất trong số các tiền vệ của đội bóng áo đỏ. Phía trên Đức Huy sẽ là 4 người đồng đội của anh. Anh Đức đương nhiên là người đá cao nhất vào thời điểm này của đội tuyển Việt Nam. Nếu như đội Việt Nam đá với sơ chiến thuật 4-1-4-1 thì những cầu thủ như Xuân Trường hay là Tuấn Anh lại được đặt vào vị trí có thể nói là họ có thể phát huy tốt nhất
giống như giai đoạn trước thời ông Pang Sơ. Đá phía trên tiền vệ trụ. Hết sức nguy hiểm. Pha đón bóng không tốt. Suýt nữa tỷ số là 2-0. Rất may là chúng ta đã không phải trả giá sau sai lầm vừa rồi. Ben Shop, cầu thủ vào sân thay người đã tỏ ra rất nguy hiểm ở những phút vừa qua. Anh đã nhằm góc hiểm để sửa bóng. Vừa di chuyển và vừa thực hiện cú đá kỹ thuật, Ben Shop đã không có được sự chuẩn xác cần thiết. Như chúng tôi đã phân tích từ hiệp 1 thì đá với đối thủ to cao như Curaçao, chúng ta có thể vai sẽ bị hao mòn thể lực. Đây là phút thứ 70 của trận chung kết King's Cup 2019. Curaçao vẫn đang là đội dẫn điểm. Đường truyền của Anson Hoy. Cú đá ngoài vòng cấm của Carolina là bàn thua đầu tiên của Đăng Văn Lâm ở King's Cup 2019. Đây là phút thứ 71. Chúng ta vẫn có thể tự tin bởi vì đội Việt Nam vẫn đang thể hiện một lối chơi đĩnh đạc. Trọng Hoàng. Các pha theo người bên phía Curaçao đã được siết chặt hơn. Curaçao thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là số 8 Bonifacia, người đã có một bàn thắng ở trận đấu gặp Ấn Độ. Vào sân là số 14 Castania. Cầu thủ vào sân Castania năm nay 22 tuổi. Anh đang chơi ở Hà Lan cho NAC. Duy Mạnh. Đường truyền của Quang Hải. Nỗ lực vừa rồi là của anh Đức. Ông Park Hang-seo đã có sự thay đổi người và điều chỉnh cả sơ đồ chơi trên sân, nhưng sự chuyển biến là chưa nhiều. Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh. Quang Hải. Pha can thiệp là của Đức Huy. Cho đến lúc này của giải đấu thì phong độ của Quang Hải là không cao. Thêm một pha bóng thiếu chắc chắn của Quế Ngọc Hải. Không vào. Ben Shop một lần nữa lại bỏ lỡ thời cơ. Thêm một tình huống mà trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đá thiếu chắc chắn. Và số 9 của Curaçao đã có một cơ hội nữa để tiếp cận với khung thành của Đăng Văn Lâm. Lần này là cú sửa lòng bằng chân trái
và kết quả không khác mấy so với những gì mà Beshop đã có ở tình huống trước. Bóng lại đi cao hơn so với khung thành của đội Việt Nam. Duy Mạnh. Quang Hải. Anh Đức. Quá sâu. Bên ngoài sân, Trần Văn Kiên đang chuẩn bị để được vào thay thế. Bakuda. Đường chuyền của Martina. Văn Toàn rời sân để nhường chỗ cho Trần Văn Kiên. Đoàn đã chơi đầy cố gắng trong trận đấu thứ hai liên tiếp ở King's Cup. Cho đến thời điểm này Việt Nam đã thay 3 cầu thủ, còn Curaçao mới thay 2 người. Bên cạnh những con người đã rất quen với hệ thống thi đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông thầy người Hàn Quốc này cũng đã lựa chọn những cái tên mới. Và Trần Văn Kiên, hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã có lần đầu tiên được chơi cho đội tuyển quốc gia ở vị trí quen thuộc. Như thế có nghĩa là Vũ Văn Thanh không có cơ hội ra sân ở giải đấu năm nay. Minh Vương. Đoàn Văn Hậu. Minh Vương. Trọng Hoàng. Minh Vương. Trần Văn Kiên. Đội Việt Nam lúc này chơi với hai trung vệ là Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Minh Vương. Đường chuyền của Minh Vương. Bóng được chuyền vào vị trí của anh Đức. Kể từ sau khi có được bàn thắng mở tỷ số thì Curaçao đã quan tâm nhiều hơn đến việc tạo ra sự chặt chẽ. Họ theo người sát hơn.
đứng vị trí đúng hơn. Quang Hải. Những pha xử lý mềm mại rất kỹ thuật của Văn Hải, vẫn là cầu thủ Việt Nam. Với việc anh Đức đã được tung vào sân thì đây là trận đấu mà Hà Đức Chinh không có cơ hội để chứng tỏ khả năng tại Kings Cup. Kiên. Lúc này thì Trọng Hoàng đang được đẩy lên đá ở đúng vị trí sở trường của anh, vị trí tấn công ở biên phải. Và va chạm giữa Trọng Hoàng và đội trưởng Martina. Curaçao thay cầu thủ cuối cùng. Vào sân là Antonia. Pha phản công rất nhanh, chuyền vào trong, chính là pha dốc biên của cầu thủ vào xe thay người Antonia, rất sung mãn, đúng là bước chạy của cầu thủ mới vào sân. Cầu thủ mới vào sân Antonia, năm nay 28 tuổi, đang chơi bóng ở đảo Síp cho câu lạc bộ Limassol. Minh Vương. Trọng Hoàng. Trần Văn Kiên. Bỏ bóng rất đẹp. Vào! Đức Huy. Pha dàn xếp đẹp thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này, và bây giờ là bàn thắng. Chúng ta đã gỡ hòa. Rất xứng đáng. Đúng là dưới thời của Park Hang-seo, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành rất nhiều. Họ đĩnh đạc, họ không hề bị vỡ thế trận. Và pha bóng này đã nói lên rất nhiều điều. Cái nhấc chân của Quang Hải đã mở toang cánh cổng vào khung thành đối phương dành cho Đức Huy. Pha ghi bàn có sự có mặt của hậu vệ biên phải vào sân thay người Văn Kiên. Ở một thời điểm căng thẳng bị dẫn bàn, chúng ta vẫn có thể rất mềm mại và bình tĩnh. Có những pha bóng đẹp mắt và cuối cùng điều gì phải đến đã đến. Tỷ số là 1-1. Anh Huy có nhớ bàn thắng của Ronaldo béo ở World Cup 2002 không? Cú nhấc chân của Rivaldo và vừa rồi là cú nhấc chân của Quang Hải, và pha tiếp cận của Huy thì cũng rất gọn gàng như những gì mà chúng ta thấy trên đất Hàn Quốc cách đây mười mấy năm. Đúng là như thế. Không thể không liên tưởng đến bàn thắng của Ronaldo béo trong trận chung kết World Cup tại Yokohama của Nhật Bản. Pha ghi bàn vừa rồi thực sự là rất đẳng cấp.
một cách rất khách quan thì đội Việt Nam xứng đáng có được bàn thắng với những gì đã chứng tỏ. Đến lúc này chúng ta vẫn là đội bóng tạo được nhiều cơ hội hơn. Không được. Cú chích mũi của Quang Hải. Nhiều khả năng đó là cú dứt điểm của Quang Hải chứ không phải là một đường chuyền. Quang Hải chơi giải đấu này không thực sự sung sức, nhưng với pha bỏ bóng đầu óc vừa rồi, chúng ta lại thấy lại được một Quang Hải mà chúng ta vẫn mong chờ. Đó là một Quang Hải sáng tạo, lắt léo, đủ để cho chúng ta có thể trao gửi những niềm tin. Các bạn thân mến, với bàn gỡ hòa một đều vừa rồi thì Đức Huy đã được nhận phần thưởng của nhà tài trợ cho tuyển Việt Nam B Group, với ứng dụng B Group, phần thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong trận chung kết ngày hôm nay. Vương. Đoàn Văn Hậu. Thực sự đây là một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã có một trải nghiệm tốt. Ông Park Hang-seo không hề cứng nhắc trong việc sắp xếp đội hình. Đó là điều mà chúng ta đã biết. Hai tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu này là những người hoàn toàn khác so với trận đấu đầu tiên gặp đội Thái Lan. Và họ đều đã chơi tốt. Công Phượng đá chính trong trận đấu này và đã làm có thể nói là rất tốt vai trò của mình. Dù không thể có được một cú dứt điểm trúng đích. Nếu như ở hiệp 1 của trận đấu chúng ta có xu hướng chơi pressing và trông nhiều vào những tình huống phản công, thì ở hiệp 2 chúng ta đã có những pha bóng với đội hình dâng cao và những pha dàn xếp rất đẹp, có cơ hội cho tuyến 2 lên dứt điểm. Những pha phối hợp theo bài có thể nói là như trong những buổi tập. Đức Huy. Phút thứ 88 của trận đấu, và nếu như hiệp 2 khép lại với tỷ số hòa, hai đội sẽ giải quyết thua bằng đá luân lưu, không hiệp phụ. Bakuja. Công Phượng. Anh Đức. Đến lúc này cả hai bên đều đã thay 3 cầu thủ được phép. Quang Hải.
Trọng Hoàng. Quang Hải di chuyển. Bàn thắng gỡ hòa một đều của Đức Huy là một tình huống phối hợp của ba cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Kiên, Quang Hải và Đức Huy là người đã dứt điểm rất chính xác. Bóng đến trên khu vực Việt Nam. Công Phượng, Đoàn Văn Hậu. Đức Huy. Phút thứ 90, tỷ số đang là 1-1. Rất nhiều khả năng hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng những loạt đá luân lưu. Hiệp 2 của trận đấu có 4 phút bù giờ. Pha xử lý không thành công của Juan Gari, cầu thủ đang chơi tại Hà Lan cho NAC. Một trong những mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup trong loạt trận FIFA Day là để củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA. Và với những kết quả của đội bóng áo đỏ tính cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể khẳng định rằng mục tiêu đó đã được hoàn thành tốt. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta nếu hòa trong 9 phút sẽ có điểm số vừa đủ để lọt vào top 16 châu Á, có kết quả rất thuận lợi trong việc chọn hạt giống bắt thăm ở vòng loại World Cup. Pha cản phá kịp thời, một quả phạt góc cho cao thủ Curaçao. Acuña thực hiện pha đi bóng đòn gánh nhưng cầu thủ Việt Nam đã bắt bài. Antonia cầu thủ vào sân thay người. Bóng đã được phá ra. Người vừa vào bóng là Anh Đức. Lỗi Việt Thị. Chúng ta vừa xem lại tình huống căng cờ Việt Vị của trợ lý trọng tài số 1 người Thái Lan, ông Chotrawi. Curaçao là đội bóng có thứ hạng cao hơn Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA. Lúc này đây chúng ta chỉ còn hơn 1 phút nữa là có thể bảo đảm được việc mình lọt vào top 16 của châu Á, rất thuận lợi trong việc bắt thăm vòng loại World Cup. Thêm một lần, các học trò của ông Paso cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. Gặp khó khăn, đối thủ mạnh và khỏe, nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn không buông xuôi và có được bàn thắng xứng đáng. Trọng Hoàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi ông Quang Sô ra các cầu thủ Việt Nam, Trọng Hoàng được trả lại vị trí thực sự trên hàng tấn công.
là phút bù giờ thứ 5. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Và chúng tôi phải xin nhắc lại là với tỷ số hòa một đều này, chúng ta lọt vào top 16 của châu Á, sẽ thuận lợi trong việc bắt thăm vòng loại World Cup. Cầu thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường. Thêm một lần những sự lực người của ông Phan Xô phát huy được tác dụng. Và chúng ta có bàn gỡ hòa một đều do công của Đức Huy sau một pha phối hợp rất đẹp. Trước đó người đã mở tỷ số cho Curaçao là Carolina. Chúng ta chuẩn bị đến với loạt đá luân lưu ở chung kết King's Cup 2019 giữa hai đội Việt Nam và Curaçao. Cầu thủ Việt Nam bị dẫn bàn trước đã chơi kiên cường. Hơn một năm qua, thầy trò Hoàng Sơ đã rất quen với việc phải đấu trí trên chấm 11m. Lúc này đội trưởng hai đội Quế Ngọc Hải và Martina đang cùng với tổ trọng tài làm các thủ tục cần thiết trước khi bước vào loạt đá luân lưu. Gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Jordan tại vòng 16 đôi Asian Cup 2019 bằng đá luân lưu. Đó cũng là trận đấu mà chúng ta bị dẫn bàn, sau đó gỡ hòa một đều và thắng trên sân phát đền. Cho đến điểm này thì có thể nói thầy trò Park Seo đã thu hoạch được nhiều ở giải đấu lần này. Một trận đấu rất quan trọng mà cả nước háo hức chờ đợi là trận đấu gặp Thái Lan. Chúng ta đã thắng thuyết phục và rõ ràng đã có một vị thế rất khác trong mắt người Thái cũng như là bóng đá Đông Nam Á. Một trận đấu mà đội Việt Nam đã mang lại rất nhiều điều tích cực. Chúng ta đã đẹp mắt, hiệu quả, trong đó Thái Lan có những lúc bất lực và nóng nảy. Theo chúng tôi thì tương quan giữa Việt Nam và Thái Lan cũng giống như hai vận động viên chạy đường dài. Chúng ta tạm thời bứt lên một chút, tuy nhiên người Thái cũng có thể bứt lên bất kỳ lúc nào. Và nói cho cùng, sự cạnh tranh đó là động lực cho sự phát triển. Nếu như có một cặp song hành ở Đông Nam Á thì cũng là điều tốt cho tương lai, cho sự phát triển lên tầm cao hơn. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Huy về quan điểm này. Rõ ràng là chúng ta cần phải duy trì được đà phát triển như hiện có, quan tâm nhiều hơn nữa đến đào tạo trẻ cũng như liên tục củng cố sức mạnh cho giải vô địch quốc gia. Và nếu như chúng ta có được một sự cạnh tranh từ một đối thủ quen thuộc như Thái Lan thì rõ ràng nó cũng là sự kích thích để khiến cho chúng ta luôn luôn có một định hướng vươn tới. Có một sự song hành như thế thì chúng ta luôn hoàn thiện bản thân và sự phát triển sẽ đầy đủ hơn. Có một thực tế là bóng đá Đông Nam Á, sự phát triển những năm qua vẫn bị chậm và nhiều lúc mong manh. Ngay cả như Thái Lan, khi mà Kỳ Sắc từ giã vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển thì đội tuyển Thái Lan bước vào một giai đoạn rất khác, khác với vị thế của họ trước đây. Đặng Văn Lâm là thủ môn đã thi đấu tự tin ở loạt luân lưu khi gặp Jordan tại vòng 16 đội Asian Cup 2019. Đây là giải đấu mà bên cạnh sơ đồ chiến thuật quen thuộc 3-4-3, ông Park Seo cũng đã có thời điểm thử nghiệm đá với 4 hậu vệ. Đó cũng là một cách khi chúng ta có các trung vệ tốt bị chấn thương thì chuyển sang đá với 4 hậu vệ cặp trung vệ giang ngang. Và đó cũng là một sơ đồ chiến thuật giúp cho những cầu thủ như Xuân Trường hay là Tuấn Anh có cơ hội để phát triển, để họ đá theo kiểu như Pirlo vẫn chơi ở Juventus, ở AC Milan hay là đội Italia. Đội Việt Nam sẽ là những người đá trước trong loạt đá luân lưu. Người mở đầu cho đội bóng áo đỏ là tiền đạo Anh Đức. Anh Đức sẽ đối mặt với Victor Rum. Anh Đức, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam ở King's Cup 2019. Anh Đức đến bây giờ đã có 12 bàn thắng cho màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh Đức đá chìm và chính xác. Tỷ số phạt đền là 1-0 cho Việt Nam.
Cú đá rất chắc chắn của anh Đức. Mặc dù đối phương, thủ môn đối phương đã đoán đúng hướng, nhưng cú đá rất ổn định của anh Đức bằng Bùi Chính Diện đã khiến cho lưới bị rung lên. Ông Park Hang-seo đã sử dụng một cầu thủ lão luyện, giàu kinh nghiệm cho cú đá mở đầu. Và chúng ta đã thành công. Cú đá đầu tiên của đội Curaçao sẽ thuộc về tiền đạo đã vào sân từ ghế dự bị Ben Sop. Ben Sop có 2 cơ hội trong 9 phút thi đấu chính thức nhưng đều bỏ lỡ. Và bây giờ là tình huống đối mặt với Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Ben Sop đã thành công với cách đá giống như anh Đức. Bóng đi ở tầm thấp sang phía bên trái của thủ môn. Pha thực hiện tự tin chính xác của Ben Sop. Cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan cho De Graafschap. Công Phượng quả đá thứ hai cho Việt Nam. Công Phượng và thủ môn Victor Rum. Công Phượng đã không chính xác ở quả đá của mình. Trong trận đấu thì Công Phượng đã có một pha đá phạt đưa bóng đi rất bổng. Và lần này thì bóng cũng đi quá bổng so với cầu môn. Hết sức đáng tiếc. Tỷ số phạt đền vẫn là 1-1. Công Phượng đã chơi tốt trong cả trận đấu với một phong cách mà chúng ta thấy ở anh tại Asian Cup 2019. Quả đá thứ hai của Curaçao. Quả đá của Anson Hoi. Hoi đã thực hiện chính xác quả đá của mình. Tỷ số phạt đền tạm thời là 2-1 nghiêng về Curaçao. Những bước đà mềm mại và rất tự tin của Anson Hoi. Cầu thủ chỉ cao 1m69. Một lần nữa trong trận đấu này, Curaçao lại là đội vượt lên dẫn trước. Quả đá thứ 3 của đội Việt Nam thuộc về Trọng Hoàng. Cú đá chính xác của Trọng Hoàng. Tỷ số của loạt đá luân lưu được cân bằng, nhưng đội Việt Nam đã đá trước một lượt. Trọng Hoàng đã lừa được thủ môn Victor Rum. Thủ môn đang thi đấu ở Hà Lan cho câu lạc bộ Eindhoven. Đây là giải đấu mà Trọng Hoàng đã chơi rất tốt. Trọng Hoàng rất biết giữ sức và là cầu thủ có kinh nghiệm. Cú đá quá tốt của cầu thủ đối phương. Văn Lâm đoán đúng hướng nhưng pha dứt điểm của số 3 bên phía Curaçao là Martina đi quá khó. Không, đó là cầu thủ vào sân thay người Antonia. Antonia là người vừa thực hiện quả phạt đền thành công cho Curaçao. Quả đá thứ 4 của đội Việt Nam. Người thực hiện là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Phong cách quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Tỷ số phạt đền được san bằng 3-3. Một kiểu nhảy chân sáo mà chúng ta cũng đã từng thấy ở cầu thủ Jorginho trong đó Chelsea và một số người khác. Đặng Văn Lâm đang cố gắng tác động lên tâm lý của Leandro Bacuna.
các ngôi sao không hiếm lần hỏng luân lưu. Và bây giờ là Bakuya, ngôi sao sáng nhất của Curaçao, nhưng Bakuya đã thành công, đã đá vào phía ngược lại hướng di chuyển của Đặng Văn Lâm. Cầu thủ Curaçao với trình độ của mình đã thực hiện phạt đền rất tốt. Người đá quả cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên cho đội Việt Nam là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Rất gọn ghẽ. Cú sửa lòng kỹ thuật của Đoàn Văn Hậu đã đánh lừa được thủ môn Victor Rum. Pha thực hiện tự tin và hiểm hóc của Đoàn Văn Hậu, bóng đi sát cột dọc. Hy vọng còn lại của đội tuyển Việt Nam trông cả vào Đặng Văn Lâm. Người đá quả thứ 5 cho đội Curaçao là Matteo Maria. Maria cũng đã thành công với quả đá của mình. Như vậy là cả 5 quả đá của Curaçao đều thành công. Cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường. Tuy nhiên thật tiếc khi đá luân lưu, chúng ta chỉ hỏng đúng một quả. Và Curaçao là đội vô địch King's Cup năm 2019. Cho dù không thắng những loạt đá luân lưu, nhưng chúng ta cần phải khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam đã có được một thành tích tốt ở giải đấu mang tính giao hữu này. Chúng ta đã chinh phục được những mục tiêu và chúng ta đã có một trải nghiệm có thể nói là rất quý giá khi đối mặt với một đội bóng có thứ hạng tốt hơn chúng ta rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Đó là một đại diện đến từ Trung Mỹ, một phong cách thi đấu bóng đá hoàn toàn khác. Ông Park Hang-seo và các học trò một lần nữa lại chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể còn chinh phục những đỉnh cao mới, những thách thức mới. Thêm một trải nghiệm thú vị dành cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đã có 2 trận đấu. Ở trận ra quân, Việt Nam đã có chiến thắng rất nhiều ý nghĩa trước